Cách bố trí nhà vệ sinh dưới cầu thang đẹp. Cuộc sống hiện đại tối giản, thiết kế nhà vệ sinh tinh gọn dưới cầu thang trong căn nhà đang là xu hướng được rất nhiều gia chủ ưa chuộng tại thời điểm hiện nay. Phong thủy nhà vệ sinh dưới cầu thang tuy có nhiều điểm không đẹp nhưng vẫn có cách hóa giải rất đơn giản và hiệu quả. Gia chủ có thể sử dụng thêm quạt thông gió để hút mùi, đá thạch anh để chiêu tài hợp phong thủy năm. Năm theo phong thủy, đá thạch anh là loại đá tự nhiên quý có hiệu quả hút âm khí rất mạnh. Đặc biệt là dương khí của loại đá này rất lớn, giúp tẩy uế và mang đến nguồn năng lượng tích cực dồi dào cho con người và môi trường sống. Do đó, đặt đá thạch anh vào nhà vệ sinh dưới cầu thang nhiều âm khí thì sẽ có tác dụng hóa giải âm khí rất tốt. Bên cạnh đó, gia chủ có thể thiết kế công trình nhỏ cho nhà vệ sinh dưới cầu thang một cách hợp lý. Công trình này với diện tích khiêm tốn chỉ nên dùng làm nơi đi vệ sinh và rửa tay, không nên sử dụng để tắm. Những khu vực này cần được vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên mỗi ngày. Gia chủ có thể dùng chất tẩy rửa để xử lý sạch vi khuẩn, nấm mốc, mùi hôi để không ảnh hưởng đến không khí cả ngôi nhà. Ngoài ra, gia chủ có thể để túi thơm trong nhà vệ sinh giúp khử mùi hôi. Những thiết bị trong nhà vệ sinh cần cung cấp đủ lượng ánh sáng, có chiều cao hợp lý để quá trình sử dụng vừa thuận tiện vừa thoải mái nhất. Để nhà vệ sinh dưới cầu thang được thông thoáng và sạch đẹp nhất, gia chủ cũng nên tối giản các loại nội thất sử dụng, lát nền bằng gạch màu tốt để việc xử lý dọn dẹp dễ dàng hơn. Tóm lại, nhà vệ sinh dưới cầu thang rất tiện lợi và giúp ngôi nhà tiết kiệm được nhiều không gian. Tuy nhiên, để tránh khí xấu tích tụ ảnh hưởng đến gia đình cần phải biết cách hóa giải và bố trí nhà vệ sinh dưới cầu thang hợp phong thủy.